Hi, xin chào các bạn. Chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với video ẩm thực tiếp theo trên kênh Sama TV. Hôm nay ngày mưa gió các bạn ạ, lẽ ra là anh em mình định là kiểu order cái gì đó về khách sạn để ăn. Nhưng mà Diễm bảo là mưa nhưng mà nó có một cái mưa nó có một cái bản sắc riêng. Đấy, mình phải đi ăn uống theo kiểu mưa cũng phải đi. Đó, anh em mình là vừa là chuẩn bị trang bị được hai cái nón lá để đi ăn hải sản mọi người ạ. Hai cái nón này vừa mới quán hải sản ở đây thì là gọi là một trong những quán hải sản cũng rất là lớn ở cái khu quận 6 này, khu Tên Lửa. Khu Tên Lửa. Dạ đúng rồi. Sao khu này gọi là khu Tên Lửa này. Nói chung là đặc biệt lắm, anh, khu này là nổi tiếng lắm. Nhưng mà ở đây thì làm hải sản là có hàng tươi sống cũng có, mà nói chung là ốc cũng có rất là nhiều loại để anh Hải là có thể là đỡ nhạt vị trong ngày mưa. Hải sản thì sẽ phải chọn như đầu tiên em ạ. Đầu tiên là phải chọn cái quả này này. Anh xem cái gì nhỉ? Cái bạn gì mà cà tím ấy. Thuần nữ là tím. Thuần nữ cà tím bên em mà anh chưa được ăn cà tím nướng này bao giờ. Thế còn mình gọi cà tím nướng mỡ hành đi. Ok, mấy quả anh? 4 quả luôn. Ok. Cho anh 4 quả cà tím nướng mỡ hành nhá. Mỗi ăn cơm không? Hôm nay ăn cà tím chỉ bữa với là order cá này. Ở đây là có loại gì chị giới thiệu cho anh trai em với. Dạ có tất cả các loại ốc, tôm, cua, mực, cá có hết. Ngoài ra là còn có lẩu, cơm chiên, mì xào. Rất là nhiều món luôn. Ok, thế thì order gì đi, thấy cái hải sản rồi. Bây giờ là tôm càng xanh nó bán sao chị? Dạ tôm càng xanh là một con 35.000. Một con này 35.000 à? Dạ đúng rồi. Hàng này là hàng tươi sống luôn. Ok, về mình để cho 8 con đi. Anh em mình mấy khi đấy làm 8 con này. Thế cá siêu hồng này là món gì nhỉ? Cá siêu hồng hấp hồng công. Hấp hồng công đi. Hấp hồng công. Anh có ăn cá siêu hồng hay là cá lăng? Ừ, cá lăng anh ăn nhiều rồi. Cá siêu hồng đi. Hấp hồng em cũng ngon. Có cá được hồng mà. Cua này là cua thịt đi, cua thịt. Ai còn cái thau cua cốm của mình đâu anh Hùng? Cua cốm là thằng mình đó đó. Cái này luôn không? Cái này cua cốm. Cua cốm là cua gì? Cua cốm nha, cua cốm là cua hai da. Khi mà mình luộc xong cái mô đi dở ra luôn rồi gạch ở trong đó. Chứ nó không cứng, cái mô nó không cứng như vậy. Ok ok, cho luôn loại cua này đi. Làm 4 con rồi. 4 con. Hôm nay là phải ăn ngập mồm anh em ạ. Hấp cho anh vô cua cốm, hấp nha. Tại vì có gạch hấp nó sẽ ngon hơn. Ok em, hấp. Đấy còn mua cái gì nữa? À em ơi, vừa đây là cá siêu hồng hay là mình ăn cá bú đi nhỉ? Ăn cá bú đi. Đổi ăn cá bú đi. Ăn mấy khi ăn cá bú cho nó sang cái mồm. Mà anh Hải thấy là cái hải sản này có cảm giác là giống ở Vũng Tàu không? Đúng rồi đấy. Đúng nhớ rồi. Cái vụ hôm anh em mình đi Vũng Tàu ấy. Dạ. Nó cũng rất là nhiều đồ luôn. Vậy cho em đổi con cá bú. Cá bú hấp hồng tầm. Ok. Cho anh coi cái con kia là con sò huyết, sò huyết. To nửa cân sò huyết nhá. Mấy cái càng con gì nhỉ? Càng ghẹ răng muối đi, cho loại càng to nhá. Càng mà không có thịt là anh ăn luôn càng em ấy. Dạ sò huyết là mình nướng mỏi, lá cốt, sò tỏi, sò me. Sò huyết nướng mỏi đi. Nướng mỏi. Okay. Cho nó ngọt. Em ơi, ốc hương cồ ở trong đó là bao nhiêu một ký? Ốc hương cồ ở trong đó về là cái nhỏ là bên em bán 1.80, còn bên lớn là 200.000 một phần, còn nửa ký là 490. Mới đổi cầu thủ. Mưa ướt trời. Hay quá. Anh bao đổi trả sao? Hàng ở đây là khỏi lo, một con hư rồi đổi lại một con, tất cả mặt hàng nào cũng vậy. Ở đây là uy tín luôn. Cái gì mà thế mà có lỗi là mình quán đổi hết, một con đổi một con. Okay. Hai con đổi hai con, một dĩa đổi một dĩa. Được rồi. Em ơi con này mình có làm bát nhúng mẹ không nhỉ? Đây là nhúng mẹ, nhúng giấm. Rồi nhúng cơm đi. Nấu lẩu lá da cũng được. Nhúng lá da. Anh ơi, anh thịt bắt thịt không? Đây đây. Đấy con sống à? Ừ. Con tay không? Ok, cái loại này chọn như con sống với anh đi. Còn sống luôn rồi. Cái này con bự thì lượng bự, cái này con nhỏ lượng nhỏ luôn. Con nhỏ nhưng mà làm sạch giúp em nha. Dạ là sạch cho em, xin rửa sạch sẽ nha. Làm sạch cái phần đầu. Dạ. Với lại là cho em ốc hương mà con to nhất cho em một cái dạ. Dạ. À lấy dĩa to nhất. Dạ. Có luôn. Đây là con hàu á?
ba hào không thân á. Đây con hào bự chà bá luôn nè, to hào to chà bá lửa luôn, mình đi, đi nhiều nơi mà đến tận nơi mà là nuôi cái này rồi mà chưa bao giờ gặp con hào to này. Những con này là nhỏ, ở trong quầy còn to hơn nữa nè. To dữ lắm. Thế anh chọn cho cái này là ăn sống à? 35.000 con, 35.000 con to chà bá lửa luôn. 35.000 chà bá lửa. Thế thì nướng phô mai à hay là nướng mỡ hành? Phô mai, nếu phô mai nhá. Ok ok. Đi ra làm đi lại cho chiều. 8 con nhá. 8 con. Long hả? Còn cái gì nữa nhỉ? Nè, ốc tu va này, cái này là ngon tuyệt vời luôn nè. Ăn nó giòn, nó ngọt và thịt rất là nhiều luôn mà giá rất là rẻ luôn nha. Con này bán đi nào? Con này bán đi nào? À cái này là bên mình bán là 150 một ký. Rất là ngon luôn. Ok, giòn, lấy ngọt, một cân đi. Nó nhiều. Nướng mỡ hành nè. Không cần ngon nè, nướng tiêu nè, tuyệt vời luôn. Chưa cần cần ăn thì đã thấy nó độ ngon của nó rồi, thông qua anh giới thiệu cũng là ngon lắm. Ốc hương loại to nhá. Dạ, ốc hương loại to có luôn, có luôn, có loại to luôn. À, còn gì đâu em? Ơi. Ốc móng tay xào mì. Ok. Hay quá. Ốc móng tay xào mì. Móng tay xào mì luôn. Ok. Thế thì hòm hòm lấy cái món này nha, ốc tù và nướng tiêu thì ngon cực kỳ luôn. Ok ok. Quất luôn, quất luôn. Ốc tù và nướng tiêu. Ok. Có cái gì nữa nhỉ? Mình có lẩu cá tầm, lẩu cá mú, lẩu cá lăng, rồi lẩu đủ. Ừ, cả cá mú thì làm món ấy rồi. Là cá mú hấp Hồng Kông không? Ừ. À, nhưng mà cho em đổi lại, hồi nãy em gọi mấy con tôm càng xiên que bên kia thì cho em đổi sang dạ, mấy con đây. Tôm càng bơi lội đi. Dạ dạ. À. Tôm sống luôn, tôm sống luôn ha. Rồi. Tôm sống luôn nè, đó. Tôm sống luôn vậy. Vậy. Tê tê luôn rồi đó, tôm ở đây được. Đó, tôm càng luôn. Đó. Còn thế sống, thì mình còn bơi, còn nhảy lại nha. Sống đi nhỉ? Dạ, à. Mình đang hàng sống cho em okay, okay. 8 con nha. Rồi, 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 rồi. Dạ, rồi. Đây, cá cam to chà bá lửa luôn nha. Đó, thấy chưa, thấy cá cam không? Cá cam này bán thế nào anh? Cá cam này là to chà bá lửa, là 200 đến 220 một con. Ờ, à, thế còn cái thịt này là thịt cá mú à? Đây là... đây là cá đuối sống. Đây là cắt ra từ phần như vậy nè. Đây là cá đuối sống. À. Con này là cá sa ba nha, cá sa ba nha. Cá gì? Cá sa ba. Sa ba. Cá sa ba. Cá sa ba thì dao động từ 120 đến 150 một con tùy theo lớn nhỏ. Con này là cá chim này đó. Cá chim. Cá chim trắng biển. Béo cực kỳ béo luôn, cái xương mềm thịt ngọt luôn. Mình có thể nhai hết xương luôn cũng được luôn ha. Anh ơi, từ từ từ. Anh ơi. Đây là tôm tích trái có, tỏi có loại to à, hấp xả có luôn rồi nướng mọi luôn. Okay. Tôm tích rồi tôm tích cháy tỏi đi tôm tích dạ dạ có luôn dạ rồi tôm sống tươi luôn từ bé rồi chưa rồi nhìn thấy con hàu to như hàu. Cái này là con gì đây? Dạ sò dương anh. Sò dương à? Ừ. Hàu này của em đúng không? Dạ của chị cũng. À. Con hàu của mình như này. À thua. Siêu to. Ai cả? Ai cả tướng không? Ừ. Nhưng mà đi vào đây ăn thì phải nói là nhìn cái không khí ở đây rất là thích luôn. Mọi người trời mưa nhưng người ta vẫn không ở nhà. Đúng rồi, mặc dù mưa nhưng không ở nhà. Riêng ở Sapa ấy, nói thật với các anh em là nếu mà trời mưa thì xác định luôn ở nhà. Ở nhà trời đấy nó mù ấy, không nhìn thấy gì luôn. Đấy, nướng mỡ hành này. Lâu quá nó khô hết ngọt. À. Anh ơi, anh đang tốn anh kìa. Sao? Mất thời gian gì tối nào cũng phải cày view cho anh hết. Hay quá. Này cứ coi anh không mà. Thế, à? Thế mà anh coi em mà sao người anh vẫn gọn đẹp thế nhỉ? Thường thường người coi em là béo lắm. Thế là anh em mình có họ với nhau là phải chọn con thửa ngon ngon đó nhá. Ok ok. Cái chả lá lốt này là chả gì nè? Bò như lá lốt hả chị? Bò lá lốt à. Không, mình không ăn bò. Đứng ở đây toàn bộ họ đứng bằng than hoa ấy. Yeah.
Cái loại cà này bỏng lắm rồi này. Cái này mà bây giờ mà cho khoảng là phát mà cắn vào thì rút luôn răng. Hai thốn đuối thái nè. Hỏi cô có gì không? Trong đây là nó ghi một ký tụi biết mấy con nha bà mày. Hai con gà hấp với ký của thịt mẹ. Với ba cô đậu của bà. Chưa hay xem cô bé cái gì vậy? Cà tím mấy mà. Cái này không có mỡ hành à? Hay tí mới cho vào. Chút xíu cho vào anh. À. Bông sao mày? Ba cô làm gì mà? Khói bay bay lên thì nó ngon. À. Bốn mai. Thơm nha. Bốn hàng mai. Con hàng gì mày đọc lại hàng nghe mai. Bốn mai nữa hả? Bây giờ đi cái này đâu. Rất thơm. Mỡ hành nha anh em ạ. Đây là họ đã phi sẵn hết rồi. Thú ở sau lưng anh kìa, nó ngon hơn. Cho nhiều vào, cho thêm tí mỡ hành nha mà. Cho thơm. Đó. Quá ngon. Hôm nay là đích thân bà chủ. Ơ, tưởng các lại không cắt à? Lại không cắt à? Hóa ra. Tưởng bà chủ nhảy ra cắt nhưng mà đấy, này mới chuẩn này, ngon đấy nhờ. Cô này cua khóm. Cua khóm, ngon. Đây, thấy không? Chất lượng cua này là không tuyệt vời, không thua kém thì cua nhà anh cua đâu. Nói chung là kém một chút thôi. Hơi bé à? Hơi bé thôi. Quá ngon này kìa, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng rồi. Bốn con. Rồi, ba con được rồi em. Đạt ơi, cua đi rồi nha Đạt. Đây là cá cam. Đây. Wow. Cá cam của mình đây đúng không? Đúng rồi. Wow. Nhìn hấp dẫn thế nhỉ. Trời, không thể bắt nét được luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Cho anh thêm vào cái bánh khọt nữa nhá. Bánh khọt đấy. Này cái này của anh luôn. À cái này của anh luôn à? Ok. Cái này là của anh luôn á. Ok ok. Cái này uy tín đấy. Con này là món gì đấy em? Nướng phô mai. Nướng phô mai à? Ok. Quất luôn. Phô mai. Hai con nướng phô mai hết nhá. Phô mai. Ngon đấy. Đây. Anh em mình chiến nữa các bạn ạ. Bún làng à? Ok, quất đi, nướng phô mai cho anh. Nướng phô mai tại vì tôm hùm mà cháy tỏi nó khô lắm anh hả? Anh à. Thank you em nha. Ở Sài Gòn mà cứ như đi biển chứ. Hay quá. Cứ ở Sài Gòn như đi biển. Tại vì lúc mà tới đây em cũng nói với anh Hải là có cái quán gần giống như Vũng Tàu. Mà ở đây là cái khu phố này là của nhà em hết luôn à? Dạ đúng rồi.
À, hay quá. Em có tuyển nhân viên không? Dạ. Anh may là anh... anh vào làm ai review cho quán. Hay quá, anh làm review ăn ở đây luôn. Em ơi. Nào. Chào mừng anh Hải. Mời bạn Phạm Dung nha, tí nữa bạn uống sau nha. Bạn Dung thì đang là cameraman của mình các bạn ạ. Hôm nay bạn giúp mình làm cameraman. Wow. Ui, đúng là đẳng cấp. Món bánh khọt hả anh? Hôm nay là mình cứ làm lại thì như đi Vũng Tàu, Vũng Tàu là cũng có bánh khọt nha anh. Em cảm ơn. Mấy ngày hôm nay là bạn Diễm là biết cái khẩu vị của mình các bạn ạ. Là gu của mình là chỉ có muốn là vào trong này là sơi hải sản thôi. Đấy. Cái này là cái gì đấy em? Là sò điệp. Sò điệp à? Quất luôn sò điệp đi. Nó đang nóng. Đây là của anh Dũng nha. Bạn Dũng thông cảm ăn sau nhá. Nhưng mà cố gắng giữ chắc tay nhá. Rồi, mời anh em. Mình đưa nước mắm lên luôn. Đấy. Mình cho lên nè. Hả? Mời cả nhà nha. Sò điệp ngon. Sò điệp ở đây là người ta sẽ đánh trứng. Xong rồi đặc trưng của quán này là kiểu là dư đậu phộng mấy anh. Nên là món gì cũng cho rất là nhiều đậu phộng luôn nè. Thế là kiểu ở quê chắc người ta trồng nhiều lạc em ạ. Không bán được, đâm ra là mang đây. Đây, nhiều. Ngon. Em nghĩ là sẵn mình cứ ăn những cái món nướng trước luôn đi. Mời Dung nha. Để đây cho Dung này. Anh cảm ơn, thank you em. Con này là con hàu. Mà mình thấy đúng là có 35.000 một con mà to gọi là chà bá luôn anh em ạ. Đây. Nhìn không? Đúng rồi, cứng ngay mồm luôn đấy. To quá mà em muốn gãy cái muỗng luôn rồi. Mà mời sao, cả nhà nha. Sao bán rẻ ấy nhỉ? Hàu nuôi anh. Thường trung bình ở Sài Gòn là bán khoảng 30.000, 35.000. Nhưng mà đôi khi là người ta sẽ cải sẵn một con này, mình lấy nó hàng sống luôn á. Mình nhìn nó còn sống luôn mà. Ui, hàu ngon quá. Ui ôi, con ốc này cũng khủng này. Con ốc này ốc hương nhỉ? Dạ. Sao lại có cả tóc mỡ à? Kiểu người ta cháy tỏi cháy lắm mỡ anh. Ngày nãy em kêu là lấy con nào to nhất. Cái này họ bán là bao tiền một cân? Em gọi phần này là phần 200.000. Cái này mình gọi theo đĩa đúng không? Dạ đúng rồi. Còn đây là lên càng xanh. Mình sẽ bóc ra thử xem thế nào. Vừa nãy anh em mình không biết, cứ tưởng là không có tôm giống nhưng mà trao đổi lại. Cái tỏi này sốt ngon lắm ạ. Em mời anh nha. Mình Hải sản Sài Gòn chào đón anh Hải. Welcome to Sài Gòn. Đỉnh cao công nghệ Sài Gòn. Các em nó ra ngoài Bắc thì toàn đi mình đưa đi chợ viên ăn các bạn ạ. Vào đây các em hãy đưa mình đi ăn hải sản. Bè mồm, ngập mồm luôn. Con này là phải chấm mẹ là ở đây là không có cái nước chấm hải sản à. Đây đây anh ơi, muối ớt xanh. Đây, muối ớt xanh, đây. Đó, muối xanh, muối đỏ. Mời anh em. Muối ớt xanh, muối ớt đỏ nó khác nhau ở điểm gì em? Cái chọn loại ớt ấy anh. Ừ. Có thể là dùng cái ớt xanh hoặc cái ớt đỏ. Mỗi lần vào Sài Gòn về anh em ạ, tin rằng lại tăng cân. Đây là truyền nhân của Sapa TV anh em ạ. Cái này là mình kêu là
là chỉ nướng mồi hả? Chưa có thơm thơm trái cây em hả? Cái này phải cái này phải bịa tôm không nhỉ? Tùy nha. Tôi thầm có những cái phần là con tôm này là có cái phần gạch trên nữa đó là béo. Đấy anh ăn cái gạch cái béo lắm. Nhưng mà anh thấy béo không? Có béo. Béo nghĩa là không phải bịa. Không phải bịa. Còn ui. Hôm nay anh em mình có order rất là nhiều luôn. Vì là mấy khi cũng phải đôi ba tuần rồi chưa ăn hải sản nên là vào đây là muốn thưởng thức hải sản cho nó ngập mồm. Bữa giờ mình ăn con gì đây em? Dạ cá bống mú hồng. À cá bống em có cái bếp cồn hay cái bếp gì nhỏ nhỏ không? À để bên kia ok. Đây để cắm này em ơi, làm cua gạch đi. Anh thấy cua gạch ở đây là nó chỉ hơi kém cua cốm cua cốm à? Dạ. Cua cốm với cua gạch nó khác nhau à? Lột ra là nó còn có phần da trên này này. À, thực ra mình không hiểu nha các bạn hết sức thông cảm. Mình được ăn cua nhiều nhất là ở nhà ánh cua. Cua của anh cua là máy đỉnh nha mọi người. Cua ánh cua là đỉnh cao đấy anh em. À. Anh caramel muốn thử miếng không? Yeah. Ăn miếng đi, này, mời mà. À, anh bảo chờ xíu. Hay quá. Ở đây, người ta này cái phần này gạch rất là nhiều. Này, mời anh em. Đỉnh cao luôn. Béo lắm các bạn ơi. Nè. Béo mạnh nhờ. Ngậy lắm. Con này mà mình ăn trước này sợ ngấy quá. Ngậy. Thì mình ăn vừa thôi. Ừ. Cái hôm mà anh ăn nhà cánh cua ấy, anh bị say cái cua ấy. Gạch nhiều quá say. Cái gạch này ấy, anh. Cái là gạch con. Hai gạch khác nhau á? Dạ. Ừ. Là gạch son, gạch đỏ nha. Gạch nào dễ xay hơn? Cái gạch của anh cua dễ xay hơn. Đấy đúng rồi, hôm nay anh ăn xay mà. Đây gạch cua ngon mà thịt nó cũng chắc cơ. Ừ, cái thịt nó ngọt đó. Ừ. Quán này mới đầu nhìn rất vỉa hè nhưng thực sự là nó cũng là một quán ngon em ạ. Đúng rồi. Ừ. Hàng ở đây là chất lượng. Ra là ở cái khu vực này là trước đây là cũng khá là nhiều quán ốc. Ừ. Nhưng mà sau cái đợt dịch đó anh thì cũng nhiều quán đóng cửa. À. Không mà còn quán này lại mà em thấy lúc nào cũng đông khách. Ừ. Nói chung là những cái quán mà còn tồn tại sau dịch ấy là những quán có phải có chất lượng tốt, ngon. Con này nướng mỏi thơm phức này nha, mời caramel này bốc khói luôn nè, mọi người thấy bốc khói không? Mời bạn caramel đi. chưa phần cho có tinh thần đi quay. Bộ nhá của anh Tôn rồi hàng đấy có thịt phết đấy. À món gì món... à sò huyết nướng à, ok anh cảm ơn nhá, thank you. Ờ à. Hôm nay không say không về nhanh. Ê, vô quên à không say không về. Em luôn uống luôn cả phần của caramel luôn. Ừ. À. Mời anh nha. Chúc mừng cho sự nghiệp mà ăn uống của anh em mình. Sao lại uống bia mà uống hút à? Người trưởng thành. À, ngoài Bắc mà anh thì uống bia thì không bao giờ uống hút. Cứ chơi này cho nó tít. Sao thay cá. Wow. À. Quá ngon, cho anh chị ăn. Được đấy, phải nói là bữa ăn hôm nay chất lượng. À, ốc tù bà này mà có 150 ngàn một ký đó mọi người. Thành một cân đó. Không được dành gì giấy nào à? Đấy, anh em nhiều anh em cứ bảo ôi dồi ông Hải ông ăn á. Đây, ngon chưa? Sao anh lôi nó hay bị đứt thế nhỉ? Hương thì mấy còn mình này mình bỏ cái ruột cái gì á? À mình bỏ ruột à? Mình chỉ lấy cái phần đấy thôi à? Ngay ruột là phần pịa ấy đúng không? Ốc này lạ lắm. À? Nên em bỏ ruột chết chắc. Hay quá. Đấy các bạn ạ, à, nhiều khi à. Đây. Bỏ ruột cho chắc à? Cái này nó giòn lắm anh ạ. Cẩn thận vẫn hơn đúng không anh em? Vâng. Đấy. Mmm.
Em ơi. Từng đó. Dai nhờ. Cái thịt to mà giòn, thật ra là con này mình đang ăn nướng này. Nhưng mà em nghĩ nếu mà thịt xả cũng ngon. Thịt dày thơm. Tìm nước mỡ hạt mình xem những video clip về cá tím ở trên kênh Phạm Dũng, mình thèm quá. Nên là bảo Dũng ơi, nào đưa anh đi ăn cá tím đi. Thực ra bạn đó bây giờ là không còn bán nữa. Bạn giật tiệm nào. Nói chung là bạn cũng có em bé này kia ấy. Nên là chứ không, nếu mà còn bán thì em sẽ dẫn anh Hải đến đấy thưởng. Mà cá tím ở đây ngon. Nhưng mà sao nó nhạt đấy nhỉ? Cái này để không có ướt gì hết anh, chỉ rưới mỡ hành lên thôi. Sau mình ăn với lại nước mắm á. Anh chấm nước mắm thử. Anh cảm ơn, đây anh có nước mắm đây rồi. Dạ, anh cảm ơn. Đây nước mắm á. Ui. Đúng rồi. Có lẽ là phải có tí gia vị. Nó đậm đà hơn, ngon hơn. Anh ăn thử với tôi chứ. Cái món xào huyết này em rất thích luôn này. Mà bữa đi Vũng Tàu mà em lần đó là em mới biết là anh Hải là rất là thích ăn xào huyết, nhưng mà quan trọng là nướng làm sao mà giữ bên trong còn nước nữa. Đúng rồi, nướng nó phải đỏ đây này. Nướng nó phải biết, họ phải biết cách nướng á. Chứ nướng mà nó mà mất cái nước đỏ này là mất ngọt. Mất cái huyết hả? Có lần này là chị chủ tịch không đi vào cùng được, tại vì phải ở nhà trông coi nhà hàng mọi người ạ. Thế là chủ tịch thì chỉ đi được những cái trip ngắn ở khu vực phía Tây Bắc thôi, còn những ngày trip mà xa xa thì khó. Đây là nhà mình. Đấy. Nhưng có đông rồi. Đúng không? Em lại lấy nước gan rồi. Thế à? Cái ốc hương là em phải xoáy ở dưới à? Phải xoáy để lấy được cái gan nó. To quá. Đâu, xoáy kiểu gì? Chỗ này à? Em lấy nhờ. Đứt gan rồi. Thế là đứt gan à? Nhưng mà phải quyệt với cái sốt ngoài này. Sốt ngoài này mới ngon này. Đấy không? Ông gì đây? Ông cai quỳnh đế ăn ngon lắm. Cái đầu nó giòn y vừa trường luôn mà cái đít nó béo hơn pate luôn. Cái đít nó béo hơn pate á? Ăn thử đi. Hay quá. Cái đít nó béo hơn pate à? Thế là thích rồi đấy. Nhai con ốc hương mà đã cái này thật sự luôn. Cái này ăn biết chuyển luôn chưa? Rồi chút xíu nữa đem lộn bằng nha, thêm dĩa tôm nữa rồi. Hay quá. Mình có rồi chút xíu nữa là ăn hai dĩa. Này. Đấy nha, tại em là hôm nay cho anh đi gọi. Mình thì no con bụng, đó con mắt. Tâm ra là gặp được cái gì đó order hết luôn. Hàng lá đây, hàng lá đây. Gọi ai gọi là con này, ốc gì anh nhỉ? Ốc gai Huỳnh Đế. Ốc gai Huỳnh Đế à? Ui còn nóng luôn á. Là con này cũng không có thường xuyên đúng không anh? Có là lúc nào cũng có. Ngon lắm em ơi, ăn đi. Ngon mà. Ui, thịt nó dai dai. Con này nếu mà anh Dũng thì thấy là giống như con ốc nữ hoàng ấy. Em đi. Con này kiểu dai không, dai á. Không, nhưng mà con này họ nướng kiểu họ làm kiểu gì mà nó ăn nó vừa miệng á. Nhờ cái sốt anh. Tại vì thịt cái con ốc này cảm giác là nó giống với là cái thịt khi mà mình nhai thì cảm giác nó rất là giống với con ốc và giác vàng. Đúng rồi. Nó hơi dai dai. Nhưng mà con này thịt nó thơm hơn con ốc giác vàng. Con ốc giác vàng là thịt nó không được thơm. Ok, quá ngon luôn. Hôm nay anh em mình là lại tiền hải sản. Ui rồi, ăn một chút nhưng mà vẫn phải thử một tí bánh khọt miền Tây. Tôi sợ tí nó no mất. Bánh khọt Vũng Tàu nha. À bánh khọt Vũng Tàu, tôi tưởng miền Tây. Vũng Tàu mà. Đến Sài Gòn mà.
Đây là một viên bản. À, đưa rồi. Sorry, sorry. Đây. Ui. Mời anh em, cái này là dưới cái gì lên đây? Anh ơi. Hả? Đây, anh thấy là cũng mới một xíu rau sống xong rồi chấm với lại nước mắm. Ờ. Thôi, anh chơi kiểu đây, mời anh em. Em sẽ cùng với rau. Em thích ăn kèm rau hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng ngon. Trong này sẽ có hạt đậu xanh nè, thịt bằm với lại là thịt tôm. À. Anh sẽ ăn thì anh sẽ thấy nó bùi bùi đó. Ngon. Vừa đây họ lại mang cho mình thêm đĩa tôm nữa. Mình còn thiếu dĩa tôm hùm. Mình gọi quá trời luôn anh em ạ. Từ nãy giờ tập trung vào ăn uống quá. Quên uống bia. Đấy, lại nữa à. Ui dồi ôi. Hôm nay là Diễm sẽ quyết định là làm sao cho anh Hải khi rời khỏi Sài Gòn là phải đạt 100kg. Anh bao nhiêu ký rồi? À, anh 87 cân. 13 ký nữa. Mời anh em nhé. Đây. Đó. Đỉnh cao. Cái mặt xanh ngon hả? Nói gì? Ôi, ngậy lắm. Thật ngon. Em con này có gạch ấy. Dạ đúng rồi. Rất to á. Thôi nhưng mà đừng bóc nữa nhé. để bụng còn ăn món khác. Đây là cái kẻ sốt với lại nước ớt đỏ hay sao anh ạ? À? Anh có thử không? Có. Ở đây là anh thấy là họ còn cho mình cả thêm tóm mỡ. Ui, mình cứ tưởng là khúc gà này nó không có thịt, nhưng mà nó có thịt. Với lại là ở đây quán ở đây là bao ăn nha mọi người. Cho nên là ví dụ như là ai tới mà ăn mà cảm thấy là ớt hay là không vừa gì đó là gọi người ta sẽ đổi trả. Ủa thế á? Anh bảo đổi một, đổi một á. Thế à? Có khi mình ăn gần hết xong rồi mình gọi á. Bảo cái này không ngon ấy, mình đổi. Có được. Quá đỉnh luôn. Quán này em cũng có, em với anh Dũng là cũng ghé, có dịp là ghé đây review một lần rồi. Yeah. Trên Phạm Dũng. Nhưng mà lúc nào đông khách, nếu mà không mưa là quên bàn ở đây luôn nha. May là hôm nay trời mưa nên là ở đây nó vắng anh em ạ. Chứ nếu mà không thì thịt cũng rất là ngon luôn. Em thấy không? Mình chấm luôn mấy cái sốt ở đây. Đúng không? Đúng không? Thích chai chưa? Làm chai mới nhé. Hôm nay anh em mình không thay không về anh em các bạn nhé. Quá nhiều mồi. Em có ăn sò huyết không? À, vừa đây là người ta làm cái sò huyết này là sốt với lại là me. Còn là đây là sò huyết nướng mọi này. Đấy. Anh thích nướng mọi hơn đúng không? Anh thích nướng mọi hơn. Anh thích nó kiểu nó nó nguyên bản hơn, nó nguyên bản thì nó ngọt hơn. Đấy, đậm ngon. Con này anh chủ quán bảo là nó mà học một con ấy đổi trả cả đĩa luôn, nên là anh chủ quán cũng rất là uy tín luôn. Quán đây là có lần trước em tới là có hai cô con gái rất là dễ thương, còn nhỏ thôi mà mỗi một cô là đứng tên một căn biệt thự. Bán ốc này mà giỏi đấy. Xíu nó không tin anh hỏi anh mà nãy chào hàng mình anh đã nói em. Theo mình cũng bán cơm mà sao mình nghèo đấy nhỉ? Ui. Đấy. Này, đúng rồi. Thấy không? Nhìn thấy không? Xời. Đỉnh luôn đấy. Những cái nơi mà họ biết cách nướng này, mình rất thích ăn cái món này luôn. Ngon. Phá đảo món này đi em nhỉ? Chờ mãi. Đây là món cá mú anh em nhé. Cá mú hấp Hồng Kông. Không biết là hấp Hồng Kông thì nó khác gì hấp
là do cái sốt đấy anh. À. Cái sốt này là có kiểu nước tương này kia. À. Chứ cá múa này bình thường mà mình nấu lẩu hơn chua là cũng ngon. Cá múa hấp anh thấy cũng ngon. Có vẻ như là đây. Đây mời anh em. Cá mú hấp kiểu Hồng Kông. Quận 6 bên Hồng Chợ Lớn. Quận 6 bên Hồng Chợ Lớn á. À. Ở đây chợ lớn đâu? À, chợ lớn là ở quận 6. À. Được chưa? Được chưa anh hóng mãi cái bộ phim mà Bụi Đời Chợ Lớn mà bộ phim này không được chiếu nhỉ? Thế mới buồn. Cá này béo anh không? Cá này béo, tôi thấy nó rơi quá. Hơi khó lấy. Nhưng mà ngọt nhỉ. Cái sốt ở đây họ làm ngon đấy. À, đúng không ạ? Em dịch này cho. Có củ này. Đây này. Anh Hải bộ đồ lòng kìa. Ui, nguyên bộ cá này là cá tươi mà. Ờ, đây này anh em này. Cá tươi người ta mới để được cái lòng này. Nhưng mà bộ lòng này từ từ đi. Chơi cái này trước. Ui. Loạn xạ này. Đấy cái bụng này béo. Ngon. Không à? Mới đầu nhìn thì không đánh giá cao cái sốt ở đâu nhưng mà ăn vào rồi mới thấy nó ngon. Nó là sẽ nhạt đúng không anh? Ừ. Đúng là nó có vị riêng ngon đấy. Mời anh em, đây là cái đùi cá nhá. Cái này chan với bún chấm hết luôn đấy. Nhưng mà tí nữa mình sẽ không ăn bún được cái này đâu. Tí nữa mình có món lẩu bày tua cánh mẹ. Kêu anh lấy táo 40 mà táo mòn không có. Thái mình còn món gì? Hả? Bày tua chúng mẹ ăn. À món cá này à? Được rồi. Nhưng mà anh thích ăn món này quá. Mình lật lại đổi bèm ha. Em ơi, cái này mai mình thích ăn này mình order ship về khách sạn họ ship không nhỉ? Dạ có. Họ ship không? Thôi mai đi chợ em nấu gửi qua cho anh. Em nấu sao ngon này rồi. Diễm cũng là một chùm hải sản các bạn ạ. Nói chung là chỉ còn một vài món nữa. Bây giờ là mình sẽ cho cái món này vào để lát nữa anh em. Con này là họ đã làm sạch hết rồi anh em nhé. Trong thời gian chờ em chúng sẽ không để anh nghỉ. Yeah, món này em đánh giá là món hoàn hảo luôn. Anh cảm ơn. Ủa hồ ơi. Này, anh ơi. Cái này là tôm hùm bông đúng không? Này, con miếng thịt vàng. Ủa? Tôm hùm xanh anh ạ. Tôm hùm xanh á. Anh nghĩ là anh Hải ăn miếng này đi. Miếng này sẽ cảm nhận rõ hơn. Anh thấy thịt vàng đó không? Anh húp cái này luôn đi. À. Ủa. Ngậy lắm. Bên này là cái phô mai ở đây cũng rất là ngậy luôn đấy. Ừ. Ừ. Ui cái gạch này. Gạch này. Đấy. Mời mọi người nha. Con này nghe chừng. Nó béo. Béo mà ngậy nhỉ. Tan chảy luôn ấy. Đúng là vào Sài Gòn khuyên anh em nên đi thưởng thức những quán ốc kiểu vỉa hè này. Mặc dù là nhìn nó vỉa hè thôi nhưng mà chất lượng thì cũng phải nói là cao cấp. Ngon.
phô mai ở đây nha. Phô mai ở đây người ta không có đánh trứng mà phô mai nguyên chất. Rồi. Úi, ngập mồm. Bạn này gà giúp ăn sau nhá. Đây. Mời anh em. Ngon lắm. Đỉnh cao. Đỉnh cao công nghệ thủy sản Sài Gòn. Đỉnh cao là từ Sài Gòn. Đấy. Úi dồi. Ngập mồm. Nhiều anh em bảo ông Hải không phân biệt được con nào, con tôm nọ, tôm kia. Thực ra là sau mỗi lần ăn về các bạn ạ, là đã xỉn rồi. Làm sao còn nhớ tôm gì nữa. Rồi, chiến đấu. Yeah. Con này vừa nãy em, vừa nãy anh ấy, anh ấy úi, anh ấy nướng nó nóng ấy các bạn ạ. Hả? Con này gọi là con gì em nhỉ? À, cái này hồi nãy là mình kêu là cá cam đấy anh. À, cá cam này họ bán là theo con hay sao ấy nhỉ? Dạ. Cuốn bánh tráng đúng không? Dạ. Nhưng mà anh ấy chiến, anh ấy chiến luôn. Không được bốc hết. Không, ngon quá. Làm cho anh Hải một cái này lắm. Đó là anh cảm nhận được lâu rồi. Ai cho anh chút bánh tráng nha. Ăn không này đã ngon rồi. Đây, con này, đó. Ui dồi ôi. Lớp mồm. Cái bánh tráng nó khác lắm, lạ lắm. Kiểu mình cuốn lên rau anh chấm với nước mắm này nè. À. Vô là liền. Nước mắm này cũng ngon này. Nước mắm nó sánh. Nói, được chưa? Luôn đi em. Cái này dễ ăn hơn. Lò rau. Nóng lắm. Đây có cái bánh nem này. Nó lừa cái khẩu vị của mình. Đậu bạch tuộc là mình sẽ có một dĩa rau. Không cần muối. Cho một ít rau vô đây hả? Sao okay. Mỗi lần vào Sài Gòn này đi ra là lên cân anh em ạ. Ở đây nó không khác gì thế không khí ở chợ viên anh em nhé. Ở đây anh em ăn uống nói chuyện rất là vui rộn rã. Mời anh em. Cái này từ từ mình ăn cái đầu trước hay cái đuôi trước? Cái này bỏng lắm anh em ạ. Em gấp nãy giờ không được. Con này phải để đây cho nó nguội một tí đã. Không phải lợt mồm. Ăn cái dầu trước. Ăn cái dầu trước à? À hay quá. Sao ông bảo sớm? Tưởng họ phải có cái kéo thôi nhỉ. Em ơi. Em ơi. Em chỉ mượn cái kéo thôi nha. Kéo. Kéo. Cho đẩy. Đúng rồi. Ăn cái dầu trước sẽ ăn. Không được luôn á. Nước mẻ ở đây rất là ngon vừa. Còn sống à? Nước mẻ ăn đỡ ngán luôn á. Đúng rồi. Ngon đó. Chúng em ăn cái nước mẻ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà ăn cái dâu nó ngon hơn đấy nhỉ. Nhìn vậy nhưng không bị dai mà. Thơm nhỉ. Nói vậy giờ đó em nói vậy thôi. Cái này là mẹ hơn.
Còn qua ra ông thì ông luôn lên qua 5kg mà nó không bán rồi, nhưng mà ông bán. Wow. Quay, tốt rồi coi. Ờ, hay quá. À, anh nghe có kéo, cảm ơn nhé. Ở đây à, các bạn phục vụ nhiệt tình rồi. Chở hàng thôi. Ok, get go. Get go. Này nghe chừng người con này mấy mẹ, dễ nhá hơn anh em. Ở đây cho nó nguội, sơi. Ngọt đúng không? Bò Mỹ á, đánh mấy 200 ngàn. Bò Việt Nam có bò rồi đó. Bò anh đóng thì thôi, mà hơi bỏng. Đây, em vừa là gọi thêm một cái dĩa rau này. Em đố anh Hải là trên có thể kể tên được từng loại rau hoa ở trên cái mâm này. Này, đây, đây là rau muống này, cộng rau muống à. Chính xác. Cái hoa bằng vàng này, không biết này. Hoa này như kiểu hoa bằng lăng ấy. Cái này hoa chuối thì biết này. Rồi, anh biết được hai tên này này. Cái này là cần thì không nói rồi đúng không? Sai luôn. Cần đây, cần. À đúng, cần à. Rồi, được ba cái. Còn cái này như kiểu rau ngò ấy nhỉ, không hả? Lại cái đi. Anh đánh tiếp đi để em giải thích. Cái này là rau gì đây? À, cái này như kiểu ngó sen, ngó sen. À, em xin giới thiệu với anh là đây là một những loại rau rất là đặc trưng của miền Tây quê em. Cộng mà anh đang cầm ở đây á, là cái này gọi là rau nhút. Cái này thì là ăn với canh chua hoặc là chấm với mắm kho là hết nồi mắm kho luôn. À. À. Rồi ở đây là bông điên điển, đặc trưng của mùa nước nổi. Bông điên điển là kiểu cái mùa nước nổi đúng không? Đúng rồi, à. Thì khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa mùa nước nổi thì anh Hải vào Sài Gòn, em sẽ dẫn anh Hải đi khám phá mùa nước nổi. Ok, chốt. Rồi cái này là bông súng. Bông súng, à cái này nhìn là... nó giống sen nhưng không phải à. Cái này là bông súng, còn cái này là kèo nèo. Đó, bây giờ là mình sẽ cho hết vào nồi này. Ăn xong là anh em nhậu tiếp. Quá hay. Hôm nay anh em mình không say không về các bạn ạ. Bông điên điển, bông súng. À, còn cái này là ở ngoài anh hay gọi là dọc mùng ấy. Dọc mùng, dọc mùng. Trong này có gọi dọc mùng không? Trong em gọi là bạc hà. À, thế à. Cái này là cái đỗ khế này đúng không? À, đậu bắp. À, đậu bắp. Mỗi nơi kiểu gọi một kiểu anh em ạ. Nhưng mà nồi này mà nhúng mẻ thì hết ý luôn. Quá tuyệt vời. Nào anh em mình làm một chùy nữa đi. Rót đây đầy đầy vào. Em cũng hết chai nha. Ok. Đấy, vô. Sau đây có lẽ là Hải cũng xin phép kết thúc video đây các bạn ạ. Bởi vì anh em mình còn phải nhậu. Mình không biết thì mình gọi qua nhiều đồ quá. Bây giờ phải quán chén hết chỗ này đã. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp nha. Nếu mà anh em thấy thích hay subscribe và chia sẻ video giúp Hải. Thôi anh em. À, quán này địa chỉ ở đâu em nhỉ? À, địa chỉ là 118. À, đây. À, anh em quay cái địa chỉ quán luôn để ví dụ như là anh em nào ngoài Bắc mà vào đây muốn ăn thì hãy đến đây. À, không phải là gì đâu nhưng mà quán này rất là ngon, tuyệt vời. À, ngon. À, mình chưa biết là giá thì mình không nói nhá. Nhưng cái vấn đề ngon là ok đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé. Hết đây nha.
và ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy, hợp hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.